Xin kính chào tất cả quý vị đã có mặt trong cuộc thi tìm thủ lĩnh ngày hôm nay với hai tuyển thủ Soxy và Nos. Người chiến thắng cuộc thi bằng thực lực của chính mình sẽ được bầu làm thủ lĩnh mới. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, chuẩn bị bắt đầu. Cố lên, 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 cố lên. Ồ, lạnh quá đi. Điều quan trọng nhất lúc đi săn là giọng phải đủ lớn. Mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi. Tốt lắm. Đầu tiên sẽ bắt đầu từ tuyển thủ Nos. Số 1, 2, 3. Chạy về phía sau. Số 4, 5 chạy qua bên trái. Số 1, 2, 3, chạy qua phải. Cậu nói gì vậy? Ai á, mình hả, hay là bên cậu? Bên trái hay bên phải? Tụi mình không nghe thấy gì hết trơn à. Được rồi, số 1, 2, 3, qua bên phải, bên hình phải. Như là bên này, qua bên này đi. Không phải là bên này. Không phải, bên đó, bên trái, không, bên phải mới đúng, bên phải. Giọng nói của cậu số si đó sao lại nhỏ như vậy chứ? Cậu ta đang nói gì vậy? Mình không nghe được gì luôn đó. Hơi, vòng thi cuối cùng, tuyển thủ nào trả lời đúng câu hỏi trước là người chiến thắng. Trong vỏ đang có 9 quả táo, nhưng bây giờ mình đang hơi đói cho nên mình sẽ ăn mất một quả. 2 quả, 3 quả, 4 quả. Mình đã ăn mất 4 quả, vậy bây giờ còn lại mấy quả táo? 1, 2, 3, 4, còn lại 4 quả táo. Không phải, là 5 quả. Đáp án chính xác là 5 quả. Vậy số táo còn lại trong vỏ là 1, 2, 3, 4, 5. Đáp án chính xác là 5 quả. Vậy người chiến thắng ở vòng đây là tuyển thủ Soxy. Chỉ là sấm chớp thôi mà. Làm phiền các cậu đưa mọi người đến nơi an toàn giúp mình. Được thôi. Hãy chia ra 3 người đầu đi theo Vicky, 3 người tiếp theo đi theo Tomo, 4 người cuối cùng thì đi theo Red, phần còn lại bám theo Bin. Hiểu rồi. Cứu mình với. Cảm ơn cậu. Cậu không sao là tốt rồi. May mà mọi người đều bình an vô sự. Rốt sơ cậu xứng đáng làm thủ không lĩnh đâu. Mới Một thủ lĩnh cần phải có giọng nói lớn như cậu. Vậy sao hai người không cùng làm thủ lĩnh? Cả hai sao, ý hay đó. Vậy cũng được. Vậy tụi mình cùng nhau làm tốt chức thủ lĩnh đi. Những nhà thám hiểm tài ba. Xin chào. Nhấn đây để đăng ký kênh nha.